Bây giờ Hạnh tới chỗ tìm tập quán Bồng Thấm. Hạnh mua 2 cái xô cho nhà của chị Bảy. Chỉ còn có màu đỏ thôi hả chị? Chỉ còn màu đỏ là xô này mũ tốt lắm đó cưng. Mũ dẻo có ha. Rồi, mũ dẻo cho tôi xài nó tốt. Xô tới 80 lít nữa. Dạ, cái xô này là đựng nước chứ này kia là cũng xài lâu trong cầu tắm ha. Ồ, nó dày nè. Xô dày lắm. Dày quá ha. Phải có màu xanh, mua màu xanh, màu đỏ hả? Trời, cho nhà đỏ luôn đi. Cái này bao nhiêu vậy chị? 140 ngàn. Cái này là mình bán với xà bông luôn đấy ha. À, bán xà bông tại chị chích ra chị bán cho gương đó. Xà bông là bao nhiêu, như bán có xà bông á? Xà bông là 300 mấy nè. Nè bà đậu rồi cho em gửi tiền chị. Rồi đứng xuống này bà đậu thò tiền cho mà. Cho cô chị. Rồi chị gửi cho 220. Rồi em cảm ơn nha chị. Rồi. Đi chở đi lên cảnh xa lắm. Cái này để chị lấy băng keo chị dán nó. Dạ băng keo đi đặng ôm á. Chào ông bà cô chú chị các bạn, giờ Hạnh đến cửa hàng trang trí nội thất Tân Khoa gia đình ông bà khu Thái Bình ở Nha Trang. Hôm nay Hạnh lại tiếp tục hỗ trợ cho gia đình của chị Hồ Thị Bảy là một cái tủ quần áo với một cái bàn ăn với 2 cái xô đựng nước. Giờ Hạnh tới chỗ rồi, Hạnh mời ông bà cô chú chị các bạn vô cửa hàng lựa tủ với Hạnh nha. Chó hay cưng ha. Rồi giờ Hạnh vô. Rồi chào Hương. Chào Hạnh. Trời ơi, chó kìa. À, con chó này nó xù lông dữ vậy hả? Dạ không, con đang tắm gì đó. Tắm bực nhẹt rồi. Rồi hôm nay Hạnh lại mua cái tủ ha, tủ quần áo á. Vậy hả? À. Vậy qua bên đây. Tủ học, bàn học sinh cũng nhiều quá là về nhiều quá ha. Mới thì hàng mới. Hàng mới đó hả? Xài có mấy ta? Cô bự bự đi cho gia đình bự của chị đựng hả? Vậy thì xài mét 6 đây, cái này mét 2 này, cái này mét 6 này. Cái này mét 2 ha, mét 2 là bao nhiêu tiền? Mét 2 này nó 2 triệu 3 2 triệu, ồ cái tủ này đẹp quá vậy. Cái này tủ nhôm nè. Tủ này bao nhiêu? Tủ này nó 4 triệu rưỡi. Này ngang nó tới 2 mét. Hàng nhôm nó hàng tốt nhất. Ồ, được, cái tủ này đựng đồ chắc im như lắm ha. Cái tủ này là 1 mét 6 ha. Cái đó mét 6 đó. Mét 6 là bao nhiêu? Cái đó 2 triệu 9 2 triệu 9. Để coi còn màu nào đẹp nữa không. Rồi Hạnh chọn cái tủ này đi ha. Tủ này cũng bự quá nè các ông. Thêm cái này có mét 2 mà thêm mét trăm ngàn mình được cái tủ bự luôn. Bự luôn, tủ mét 6 luôn. Cái này tới 4 cánh hả? 4 cánh rồi đó. Wow. Bên đây máng. Bên này cũng máng luôn, bên này xếp mình xếp máng đầy đủ luôn. Dưới đây thì mấy hộp tủ này để đồ luôn. Quá rộng rồi. Rồi lấy cái tủ này đi ha, trả cho mình cái tủ này đi ha. Rồi giờ lên mua bàn luôn, lựa cái bàn mà. Tủ này 2 triệu 9. Cái bàn nào mà loại tốt đó. Hả? Bàn nó có này, bàn này 800 với này bàn 1 triệu. Mình mua ghế luôn kìa, là khoảng 1 triệu. Bàn với ghế 1 triệu rưỡi ha. Có này 1 triệu rưỡi, này 1 triệu 3. Ủa gì hả? Rồi không anh bán loại nào 1 triệu rưỡi mà bớt 50 hả gì á? Chị tư 50. Chị tư 50 là bị lấy loại này đi. Ừ, nghe nói mắc hơn 100 ngàn mà nó xịn gì nè. Bớt 50 luôn đi chứ, rồi không mua vậy rồi. Nè nó dày mà thêm có được không có 100 ngàn hay gì đó. Nó cái kia 3, 1 triệu 3, 50. Nó dày mà nó bóng quá ha. Dưới lấy 10 cái ghế màu à. Màu đỏ luôn quá. Ủa sao bên đây ghế ít dữ vậy? Thứ hai mới về hàng mới. Hàng hết hàng. Cái đỏ. Bên đây cho nhà đỏ luôn. Đỏ ha. Có đỏ có xanh, xanh cũng đủ đó. Đỏ đi. Đỏ. Nói 2 cái xô đỏ rồi. Cho nhà sáng sủa đỏ luôn. Tết nay thành đỏ thì may mắn luôn. Rồi lấy 10 cái ghế ha. Rồi ra tính tiền đi. Đi xuống túi à.
chưa? Dạ, xong rồi 4 triệu 350 ngàn. Rồi 4 triệu 350 ha, cho mình gửi luôn. 1, 2, 3, 4. 4 triệu rưỡi. Rồi cho mình có gian để mình đi giao đồ luôn nha. Yeah. Chỉ chỗ luôn. Dạ, yeah, được. Bữa nay đi giỏ lạ lạ một bữa thôi. Chắc giỏ giọt lắm hả? Dạ, cũng được. À, đi giỏ đây. Bốn triệu ba, 50 ngàn. Rồi, cái tủ này để xuống nó bự quá ha. Rồi bữa nay Hạnh đi bằng giỏ luôn à, giỏ của ông chủ rồi nè, giỏ xịn nè. Chắc nó giọt lắm đây. Đây đây nè. Có được không? Đang á, đang á. Cái ghế này mình để nằm hay để đứng vậy? Để nằm. Để nằm ha. Bà chủ ở nhà bán rồi hả? Đây nha, không được đi. Rồi giờ Hạnh với anh chủ Đăng Khoa là giờ xuất phát lên nhà chị Bảy. Ồ, mới đời đi. Trời, cái máy này giọt quá, phải ngồi xuống dưới. Ngồi đây được không? Được mà. Đi bằng giỏ vậy nè, đường kinh á, khó đi lắm trong kinh nhỏ. Ông ở mưa lớn không hả? Ôi chào chị, lớn chị, hôm giờ mưa lớn lắm. Trời ở đây mưa gió tạt đẹp hết trơn. Quá mưa mà bão mà, hôm em làm nhà mà em đục mưa tới 7-8 giờ mới về á. Trời ở đây mưa ngang mưa, trời dạng mưa, ngồi phía mưa đâu tắm bự dòng, ngồi dòng thành luôn á. Ồ bữa nay đẹp dữ ta, hôm chào chị. Chị đâu? Thấy gì biết gì vui vậy không? Biết. Biết hả? Biết gì đâu vui. Không ăn cơm quá ghê.
Rồi gia đình của mình hôm nay lại tiếp tục được niềm vui ha. Là phần quà này là của ông bà khu Thế Bình ở Nha Trang biếu tặng cho chị ha. Một cái tủ quần áo với bàn ăn với hai cái xô mình đựng nước ha chị. Rồi vui chị có lời gì nói với ông bà khu Thế Bình không? Thì cảm ơn ông bà Nguyễn Thế Bình. Khu Thái Bình, khu Thái Bình ở Nha Trang. Ở Nha Trang. À, chỗ này thay đổi he, sạch toan rồi. Lót gạch hết trơn rồi nè, nguyên khu vực này. Rồi nhà chị phải bữa nay lại nhìn thay đổi quá he. Có bộ liên quan đẹp quá trời nè. Này ở đâu có vậy chị? Ba mua cho hả? Vậy là mình vô nhà mới cái là ba chị mua cho một cái bộ liên quan ha. Rồi bên kia thì em thấy cũng lót gạch sạch toan hết trơn rồi nè. Ôi sao ở nhà không đóng mở cửa cho nó mát chị? Ở nhà ở nhà ba đó. Vậy đó ha. Ôi được cái bộ liên quan nhìn rộng rãi nhà cửa quá ha. Cái tủ quần áo là mình để trong phòng đi. Rồi giờ anh Độ cũng chở tủ tới rồi nè, khiêng vô trong nhà luôn. Nặng quá ha. Rồi mình có bánh xe nè, mình đẩy vô. Đây cái tủ quần áo. Rồi đẩy vô phòng luôn. Không biết vô vừa không nữa nè. Thử rồi cho nó đi ngang. Tại vì ông bà kêu mua cái tủ rộng rộng đang cho chỉ để đồ. Rồi quay qua. Vừa ba. Rồi vừa hết luôn nè. Đó. Rộng hơn. Cái phòng mình rộng hơn thang mà. Tủ này 1m bề ngang qua 1m6 rồi nè. Dạ cao 2m. Quá lớn. Quá đẹp không ạ? Quá đẹp luôn. Được cái tủ đẹp. Đây cái tủ quần áo của chị Bảy để trong phòng là lý tưởng luôn rồi ha. Nè chị nhìn cái tủ của chị rộng nè ha. Đây, còn cái này là mình xếp đồ nè. Cái này có tới 4-3 hộp ngăn nè. Mà xếp đồ quần áo ha. Chị đồ nào chị xếp á. Còn bên đây thì cái ngăn này thì mình qua máng đồ. Máng đồ. Còn dưới đây mình xếp đồ để đồ lặt vặt trong đây nó cũng gọn cái nhà mình á, đừng có để lên ở ngoài thì lùm xùm ha. Mình mùng mình ngủ mình xếp để lên cũng gọn nè, ở đây cũng có bật bên máng đồ luôn ha. Còn đây là xếp nè, để dưới. Còn đây có hai cái ngăn hộc tủ nhỏ chị để đồ này kia đâu đó. Thấy chưa cái tủ rộng ha chị? Thấy đẹp không? Đẹp. Cái tủ bây giờ là món quà đầu tiên là cái tủ quần áo ha. Ông bà tài trợ cho chị đặng để đồ cho gọn gàng, cho nhà mình nó sạch sẽ ha chị. Nhìn nó khang trang lại. Để ở ngoài thì tùm lum, giờ mình ra ngoài đi chị ơi. Món quà thứ hai là một cái bàn ăn cơm. Đây này. Tháo ra đây thì mình để đây luôn đi. Có đồ cắt dây mới được. Một cái bàn với 10 cái ghế ha. Mười cái ghế màu đỏ luôn, bên đây mua màu đỏ không luôn. Cái xô thì tính mua màu xanh mà cũng hết màu xanh rồi. Màu đỏ cũng đẹp. Ông bà nói chắc chị Bảy thích màu đỏ. Phải không? Nói đón là chị Bảy thích màu đỏ nè. Màu đỏ thì Tết nhất là sáng cũng ở nhà luôn. Cái bàn lại mua loại tốt cho chị Bảy luôn đó. Rồi một dày luôn. Cái nóc dày luôn nè. Cái miếng này mình gỡ ra được ha chị Bảy. Cái ghế màu đỏ cũng đủ tốt luôn, mũ dẻo luôn. Cái này là xài mấy chục năm không hư nè. Còn đây là món quà thứ ba là hai cái xô ha. Cho chị đựng nước rồi chị xài ha. Nước mình để trong cầu tắm á chị. Mình lóng mình xài là tắm rửa là cũng lâu rồi. Cái xô này bự nè, tới 80 lít nè. Đâu chị kéo qua chị. Rồi đem vô trong cầu tắm một cái đi. Một cái thì mình để ngoài mình hứng nước xài. Đây cái xô này. Cái thì để cho chị Bảy hơn xài nước. Nấu cơm đồ. Mấy món quà này là của ông bà khu Thái Bình tài trợ cho chị ha. Thấy gia đình chị thì không có tủ quần áo đó, nên ông bà mua cho chị một cái tủ đặng mình để cho gọn gàng nhà cửa mình ha chị, sạch sẽ đâu đó. Rồi ngôi nhà mình gán giữ và nhìn sạch sẽ ha, đặng cho mình xài mình lâu chút mà kia. Ngôi nhà mình đó thì em mua được một cái bàn ăn cơm đó nè, với hai cái xô đựng nước,
Hạnh mua cái tủ thì 1m6 bạn nghe, cao thì 2m là 2.900.000. Một bộ bàn ăn dưới 10 cái ghế là 1.450.000, tổng cộng là 4.350.000. Rồi Hạnh mua cái xô, mỗi cái xô thì đựng nước thì 140, hai cái là 208 nữa, là tổng số tiền của mà của ông bà thì tài trợ cho chị là cộng lại là 4.630.000 ha. Là ba món quà ha. Rồi chị có lời gì nói với ông bà Phương Thế Bình ở Nha Trang không? Thì chúc cho ông bà Phương Thế Bình tặng được cho tôi một món quà đó đó. Tôi rất là vui. Rất là vui ha, được cái tủ quần áo ha. Ừ. Rất là vui, không có cảm ơn ông bà gì trơn luôn. Cảm ơn ông bà. Con chúc ông bà sống lâu trăm tuổi gì đó. Rồi vậy chị Bảy thì chị không có lời lẽ nhiều, chị nói chỉ có bao nhiêu thôi à. Giờ Hạnh cũng mua đồ đầy đủ cho nhà của chị, cũng bàn giao xong rồi. Giờ Hạnh cũng thay mặt cho gia đình của chị Bảy cảm ơn ông bà Khu Thái Bình ở Nha Trang. Chúc gia đình ông bà luôn luôn được dồi dào sức khỏe và luôn hạnh phúc và bình an. Rồi giờ video của Hạnh đến nay cũng kết thúc. Hạnh cảm ơn ông bà, cô chú, anh chị, các bạn trong thời gian qua đã luôn yêu thương và ủng hộ kênh Đức Hạnh Miền Tây. Hạnh xin chúc ông bà, cô chú, anh chị, các bạn luôn luôn được dồi dào sức khỏe và thành công trong công việc. Xin chào và hẹn gặp lại. Rồi chào chị Bảy, em về luôn chị Bảy ơi. Chúc chị nhiều sức khỏe nha. Tết nay là vui lắm rồi. Không vậy.